Chào các em. Hôm nay thầy và các em sẽ làm việc cùng nhau trong cái bài học đầu tiên của chương trình toán lớp 11. Thì trong cái chương trình toán 11 như thầy đã giới thiệu trong cái phần giới thiệu ban đầu, nó sẽ có hai phần đại số và hình học. Chúng ta sẽ tiến hành phần đại số trước hôm nay. Cái chương trình đại số lớp 11 thì có rất nhiều chương trong cả kỳ 1 và kỳ 2. Thì nó có 5 chương hay nói cách khác là 5 cái chuyên đề lớn trong cái chương trình đó kiến thức của kỳ 1 của chúng ta thì tùy theo từng cái chương trình của từng trường phổ thông khác nhau nhưng sẽ rơi vào khoảng từ 2 cho tới 3 chuyên đề. Thì chúng ta sẽ làm việc với nhau. Hôm nay đó là cái chuyên đề thứ nhất liên quan tới phần lượng giác. Trong cái chương trình toán của lớp 10, cái chương cuối của lớp 10 ấy, thì các em đã đề cập tới phần lượng giác rồi. Nhưng đó chỉ là phần sơ khai thôi, giới thiệu thế nào là lượng giác thôi, các công thức lượng giác và các quá trình biến đổi lượng giác. Nhưng chưa nói nhiều tới cái hàm lượng giác như thế nào thì cái chương trình lớp 11 này ở cái phần lượng giác của chúng ta sẽ tiến hành nhé sẽ tiến hành. tới các uh, mục sâu hơn, rộng hơn hay là mở rộng ra cái chương trình tạo đà của lớp 10. Chúng ta sẽ đi vào kỹ hơn về các hàm lượng giác cũng như về phương trình lượng giác. Bây giờ thầy và các em sẽ tiến hành vào bài học. Chương 1. Chương một Chương này thì thầy viết tắt thành đơn giản là chương lượng giác lượng giác. Ở kiến thức của lớp 10 thì cái phần lượng giác của các em đã đề cập tới các công thức lượng giác rồi. Thầy cũng sẽ không nhắc lại những cái kiến thức đó nữa. Các em nếu như cảm thấy cái phần đó mình chưa tốt thì chúng ta cố gắng dành một chút thời gian để ôn luyện các công thức lượng giác cũng như các kiến thức cơ bản của lượng giác lớp 10 trước khi vào học cái chương trình này. Và hơn nữa, trong cái chương trình của lớp 10 đấy có một cái phần rất quan trọng kẹ đó là cái đường tròn lượng giác. Cái đường tròn lượng giác này thì các em cố gắng học lại này, học lại hiểu kỹ nó thì chúng ta sẽ vận dụng được rất nhiều trong cái chương trình toán 11 của chúng ta. Bài học đầu tiên của cái chương lượng giác này thì chúng ta sẽ sang bài 1, chúng ta sẽ nói về việc khảo sát các hàm lượng giác như thế nào. Bài 1. Bài 1 là khảo sát hàm lượng giác. Thầy viết tắt nhỉ, hàm lượng giác, hàm số lượng giác nhưng thầy viết tắt như thế này hàm lượng giác các em cũng đã biết trong cái chương trình toán của lớp 10 thì chúng ta đã đề cập tới những hàm như thế này các em này hàm sin này đúng không các em sin hàm cốt này hàm tang này và hàm cô tang đây là bốn cái hàm cơ bản trong cái chương trình toán của lớp 10 chúng ta đã biết các giá trị lượng giác như góc không độ góc không độ thì sin bằng bao nhiêu cốt bằng bao nhiêu tang hay cô tang cũng vậy các em cố gắng học thuộc cái bảng đó thầy nhớ rằng thầy đã có một cái bài giảng là để cách nhớ nhanh các công thức lượng giác thì các em cố gắng xem cái bài giảng đó để xem nhớ lượng giác như thế nào mà giúp mình có thể nhớ lâu và nhớ một cách khoa học thì các em cố gắng xem lại cái bài giảng đó phần này thầy không nhắc lại nữa nhưng thầy muốn nói rõ hơn chúng ta là thế nào người ta gọi là hàm lượng giác các em cũng biết trong cái chương trình của toán 10 rồi hay là các chương trình toán của lớp dưới lớp 9, lớp 8 đều đã nói là hàm số đúng không? hàm số là phải có biến số Như vậy hàm lượng giác phải có biến số và hàm số Vậy cái gì là hàm lượng giác ở đây? Thì công thức cơ bản của một hàm số như thế này các em Các em cũng biết rồi y bằng f x Ở đây x chúng ta là biến số Y là hàm số Một giá trị của x Thì cho ta giá trị của y Thì đây là giá trị của hàm số Còn giá trị của biến số Thì chúng ta liên tưởng tới hàm lượng giác thì cũng tương tự như vậy thôi Đây hàm số này y sẽ bằng sin của biến số đấy x y bằng cái này y bằng cái này và y chúng ta bằng cái này vậy là sin cốt tang và cô tang thêm biến vào các em nhé thêm biến vào vậy hàm lượng giác y bằng sin x y bằng cốt x y bằng tan x và y bằng cô x thì các em đây, các hàm lượng giác chúng ta sẽ đề cập là bốn cái hàm như thế này để khảo sát được hàm lượng giác thì chúng ta phải làm như thế nào các em cũng đã biết rằng khi khảo sát một hàm số Cái cuối cùng của chúng ta là phải đưa ra một cái đồ thị Thầy lấy ví dụ đơn giản như thế này nhé Trong cái chương trình toán của lớp 10 hay lớp dưới nữa, lớp 9 ấy, Thì đã khảo sát các hàm như hàm parabol đúng không các em Y bằng bao nhiêu? Y sẽ bằng là x bình chẳng hạn Thì bước một của họ bao giờ cũng là gì? Là tập xác định của hàm số đúng không? Tập xác định rồi sau đó là chúng ta người ta đề cập tới bảng biến thiên Cuối cùng người ta mới là cái đồ thị thì trước khi khảo sát hàm lượng giác thầy cũng muốn đưa ra một cái khái niệm tổng thể cho chúng ta để khảo sát một hàm lượng giác thì các em phải làm như thế nào thì đây để khảo sát hàm sin hàm cốt hàm tang và hàm cô tang thì các em đều phải làm theo các bước sau không nhảy cóc cũng không nên nóng vội trong việc này bước 1 của chúng ta bao giờ cũng vậy bước 1 là chúng ta phải tìm tập xác định đây, tập xác định hầu hết tất cả quá trình khảo sát hàm số đều phải tìm tập xác định kể cả sau này các em học tới chương trình lớp 12 của chúng ta cũng phải làm như vậy. Bước số 2. Thì đối với hàm lượng giác thì người ta tìm thêm là tập giá trị. Tập giá trị. Tức là hàm số xác định ở đâu, sau đó giá tập giá trị như thế nào. Có nghĩa là ban đầu xác định cho x. Bước hai là xác định cho y. Vậy quay lại chúng ta thì hiểu rằng các em hiểu tập giá trị là gì không đúng không? Giá trị Tập xác định là làm chỗ x các giá trị của biến số để hàm số tồn tại. Còn khi đã có biến số rồi thì hàm số sẽ xác định hay là chạy trong một cái miền nào đó. Ví dụ từ 1 đến 2, từ 3 đến 4 chẳng hạn. Đấy là tập giá trị của hàm số. Cái này thầy sẽ nói cụ thể với các em trong từng cái mục nhỏ. Đây chúng ta chỉ nói các bước tổng quát thôi. Cái bước tiếp theo là bước 3 là tính tuần hoàn. Đây là cái mới đấy các em tính tuần hoàn tính tuần hoàn nhá tính tuần hoàn tính tuần hoàn là gì thì tức là ở đây là một cái gì lập đi lập lại đúng không các em lập đi lập lại đấy cái này thầy cũng sẽ nói rõ trong phần bài giảng cụ thể sau khi có tính tuần hoàn xong thì các em tới bước số 4 cái bước 4 của các em sẽ đề cập tới tính chẵn lẻ à đây cái này hay này chẵn lẻ này cái này thì các em cũng đã biết rồi Trong cái chương trình toán của lớp 10 Cũng đã nói một phần về tính chẵn lẻ rồi, tuần hoàn này, chẵn lẻ rồi này Đến bước số 5 Thì bây giờ các em mới đến cái phần là Bảng biến thiên Bảng biến thiên Các bảng biến thiên này thì Chính là cái xương sống của cái đồ thị Của chúng ta sẽ vẽ sau này Sau khi có bảng biến thiên rồi Thì các em tới bước số 5, à, bước 6 Bước 6 này thì các em sẽ tiến hành vẽ đồ thị Vẽ đồ thị của hàm số Như vậy đây là tổng thể các bước mà chúng ta phải làm khi khảo sát một hàm lượng giác Ví dụ sin, cốt, tang hay là cô tang Bao giờ chúng ta cũng phải trải theo trải qua các bước này Và đúng thứ tự Trong đó có những cái bắt buộc phải theo thứ tự từ trên xuống dưới Nhưng có những cái chúng ta có thể thay đổi một chút Ví dụ bước 3, bước 4 chẳng hạn có thể thay đổi một chút nhưng này tập xác định bao giờ cũng phải làm đầu tiên và cuối cùng phải là vẽ đồ thị trước khi có đồ thị là chúng ta phải dùng bảng biến thiên như vậy là các bước này các em cố gắng nhớ rõ cho thầy nhé các bước sau này chúng ta khảo sát hàm giác cứ đến từng phần từng phần từng phần mà chúng ta làm làm đầy đủ các 6 bước này là chúng ta kết thúc phần khảo sát hàm số đó bây giờ thầy sẽ đi vào cụ thể từng cái vấn đề một nhé từng vấn đề một các em sang mục đầu tiên là các bước khảo sát hàm số. Các bước khảo sát hàm số. Khảo sát hàm lượng giác. Hàm số đây hàm lượng giác nha. Vậy là các bước khảo sát hàm lượng giác thì thầy đã đề cập với các em đây rồi. Gồm có 6 bước cơ bản như thế này. Thì các em cố gắng nhớ nhé. Cố gắng nhớ. Phải nhớ đấy. Vậy thầy sẽ đi vào từng bước. Tập xác định là gì? Tập giá trị cũng như các bước này xác định ra làm sao? mục tiêu của các em cuối bài giảng này là chúng ta phải vẽ được các hàm lượng giác sin, cos, tang và cô ta. Đó là mục tiêu của chúng ta trong bài học này. Bây giờ thầy sẽ sang cái vấn đề đầu tiên. 1.1 1.1 Ở đây chúng ta là cái phần tập xác định nha. Bài toán tập xác định. Tập xác định. Vậy tập xác định là cái gì bây giờ? thầy có thể khẳng định 100% trăm tất cả các em đều đã biết thế nào là tập xác định rồi tập xác định được hiểu là liên quan tới biến số đúng không các em ví dụ hàm số y bằng fx y bằng x bình y bằng sin x tan x liên quan tới biến số là cái vùng tồn tại của biến số các em nhớ rõ nhé vùng tồn tại của biến số đây thầy dùng một cái thuật ngữ khác đi một chút để các em hiểu đơn giản hay là hiểu dễ hơn Tức là x này xác định trong miền nào Để cũng vậy Thầy lấy ví dụ Cái hàm y bằng x thì bình phương này của chúng ta Thì tập xác định là cái gì Mọi x thuộc R đúng không các em Vậy là tập xác định là D bằng R Hàm số sim cũng tương tự như vậy Sim thì x bao nhiêu cũng thỏa mãn Tức là đều làm cho hàm số xác định Cốt cũng vậy Có hàm tang và cô tang Chúng ta phải chú ý một chút Nhưng vậy tóm lại tập xác định là gì Thì thầy có thể nói văn tắt là xác định là tập hợp tất cả những giá trị của biến số thế nói biến số có thể là x, có thể là một cái biến số nào đó Để hàm số tồn tại thế Tập xác định là như vậy Để hàm số tồn tại Vậy liên tưởng vào đây Thì chúng ta có các trường hợp như thế nào Nên các em cần phải chú ý cho thầy như thế này Một số chú ý này Thứ nhất, đối với căn thức Thì biểu thức trong căn của chúng ta Là phải lớn hơn bằng không đúng không các em lớn bằng không khai thứ hai là phân thức đây phân thức thì biểu thức ở dưới mẫu phải khác không đúng không các có những điều kiện mà chúng ta đã biết rồi đấy đây là những cái thông thường tiếp theo khi quay trở về hàm lượng giác hàm sin hàm cốt thì xác định trên mọi miền hay là trên tập toàn trục số nó đều xác định cả chỉ có hàm tang và cô tang thì nó có một chút thay đổi thì đối với hàm tang của chúng ta này Thì các em nhớ là à, tang x thì bằng gì? Bằng sin x chia cho cốt x à, Đây, quan tâm cái này nhá các em nhé Quan tâm cái này Thì cốt x ở mẫu Thì tang x muốn tồn tại Thì mẫu số phải khác không Tức là tập hợp tất cả các giá trị của biến số Để làm cho cốt khác không Vậy quay trở lại giống trường hợp này đúng không các em? Cái trường hợp tiếp theo là cô tang thì chúng ta cũng lập luận tương tự nó sẽ bằng cos x chia cho sin x thì hiển nhiên sin x cũng phải khác không thì đây là một số cái chú ý trong cái phần này thì thầy sẽ ví dụ cụ thể cho các em như vậy là căn thức thì biểu thức trong căn lớn hơn hoặc bằng không còn phân thức thì mẫu số phải khác không bây giờ chúng ta vận dụng cái này vào làm cụ thể tập xác định của các hàm số không qua các ví dụ thì các em sẽ hiểu rõ hơn tập xác định là như thế nào và cách xác định đối với hàm lượng giác ra là làm sao các em sang ví dụ đầu tiên, ví dụ 1. Thông qua các ví dụ này cũng thay cho phần lý thuyết thì các em sẽ hiểu được cách xác định tập uh, xác, uh, xác định của các hàm số như thế nào. Ví dụ 1, thầy cho như sau này, tìm tập xác định của các hàm số, tập xác định thầy viết tắt nhá, tìm tập xác định của hàm số. Y thứ nhất, hàm số y bằng X trừ đi cốt 2x đây, hàm số của chúng ta cho như thế này. À thì với cái hàm này thì các em thấy rằng nó có đặc điểm gì không? Thì rất đơn giản thôi. Như thầy đã nói ban đầu hàm sin thì xác định với mọi x thuộc r tức là x nào cũng xác định đúng không các em? Hàm cốt cũng vậy. Như vậy trong hàm này mặc dù nó là x và hay x, nhưng với mọi giá trị của x thì hàm số của chúng ta đều xác định cả. Vậy đơn giản viết như thế nào bây giờ? Thì bài chỗ này chúng ta chỉ biết là tập xác định là gì? Là txd này tập xác định là D bằng R Đó là cách viết D bằng R nhé Bạn nào mà không muốn viết như thế này Thì chúng ta cũng có thể ghi là Tập xác định là mọi x thuộc R Cũng là cách viết Vậy rất dễ đúng không các em Thông thường thầy thích cách viết này hơn này D bằng R Thì chúng ta sẽ làm quen với cách viết này Cách viết này nó sẽ rất phù hợp với cả cái chương trình sau của chúng ta nữa Còn viết thế này cũng được Đều không sai cả Ví dụ số 2 Ý thứ hai trong ví dụ này Ví dụ thứ hai là y sẽ bằng là sin của căn 2x 1. À đây. Nó khác một chút so với cái ví dụ đầu. Cái ví dụ thứ hai của chúng ta thì các em thấy à, nó là hàm sin à đúng rồi. Nhưng bên trong của hàm sin này lại là một hàm lượng à, là một hàm chứa căn thức. Cho nên chúng ta áp dụng cái điều mà thầy đã nói, biểu thức trong căn phải lớn hơn không? Chỉ cần điều, biểu, biểu thức trong căn lớn hơn hoặc bằng không, đó, tức là tồn tại đấy, thì cái này tồn tại thì hiển nhiên sin sẽ tồn tại vậy tập xác định là gì thì chúng ta hãy giải cho thầy một cái bất phương trình như thế này ta có này hàm số xác định khi hàm số xác định khi nào các em này xác định khi khi 2x trừ đi 1 lớn hơn hoặc bằng 0 đúng không các em thì điều này tương đương với điều chúng ta rất biết rồi là x lớn hơn hoặc bằng 1 phần 2 đúng không các em? Như vậy, đến đây chúng ta chỉ kết luận là gì? Là tập xác định của hàm số là TXD, tập xác định. Có rất nhiều cách viết các em nhé, rất nhiều cách viết. Tập xác định này là mọi x thuộc R hay là mọi x lớn hơn hoặc bằng 1 phần 2. Cũng là một cách viết, nhưng cách viết này không phổ biến. Hoặc chúng ta có thể viết như thế này các em này, là x bằng gì đấy các em? Là tập hợp tất cả các giá trị này đúng không? Là là gì nào? X Cuộc R sao cho x lớn hơn nó bằng 1 phần 2 đấy cũng có thể là cách viết như thế này bạn nào cẩn thận thì thêm mọi x vào đây nữa để không sao cả hoặc là viết đơn giản là tập xác định là x lớn hơn 1 2 bỏ cái này đi cũng được nhưng mà cách viết thì rất là đa dạng chúng ta có thể chọn cách viết nào cũng hợp lý xong bản chất vấn đề là phải đưa ra được cho thầy cái điều như thế này tiếp theo ý số 3 trong cái ví dụ này là y bằng Uh, tang x hay là một cộng với tan x chia cho một cộng với cos x ý này hình như nghe chừng có vẻ phức tạp hơn đúng không các em thì bây giờ chúng ta phân tích này à hàm cốt thì tồn tại với mọi x thuộc r nhưng hàm tang thì không phải như vậy đúng không các em cho nên chúng ta phải áp dụng điều kiện tồn tại của hàm tan cũng như áp dụng điều kiện tồn tại của hàm phân thức như thế này Hàm phân thức tồn tại khi nào? Khi cốt phải khác không Hàm tăng tồn tại khi nào? Khi cốt phải khác không Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm như sau Hàm số tồn tại Hàm số hay là xác định Xác định Khi Khi nào các em Khi thứ nhất mẫu phải khác không một cộng cốt x phải khác Khác không Đúng không? Cái thứ hai mẫu khác không rồi bây giờ tới hàm tang hàm tang của chúng ta xác định khi nào khi cos x khác không thì cos x chúng ta phải khác không bởi vì sao bởi vì rất đơn giản này cái hàm tang này của chúng ta thì nó sẽ bằng là gì bằng sin x chia cho cos x đúng không cái hàm tang này này thì tang muốn tồn tại thì hiển nhiên cốt chúng ta phải khác không thì mẫu cốt là mẫu số như vậy là cái điều kiện của chúng ta đây nhớ này, này đồng thời chứ không phải là hoặc nhé đồng thời xảy ra cùng một lúc là bên x phải như thế nào đó để cốt khác không và là gì cốt khác không và cốt phải khác trừ một như bên này cái này tương đương tương đương với cốt x phải khác trừ một và cốt x của chúng ta phải khác khác không như vậy là cốt x khác một trừ một và cốt x khác không bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm ra được nhé tìm ra được xem x như thế nào để thỏa mãn hai điều như thế này thì bây giờ để giải cái điều kiện này cũng không phải là quá khó các em ạ Không phải là quá khó nhé Nếu như chúng ta đã hiểu rõ cái chương trình toán của lớp 10 Thì việc tìm các giá trị của biến số để làm cho nó khác không Không hề quá khó Thầy sẽ để dành cái phần này Thầy sẽ để dành phần này Trong phần phương trình lượng giác cơ bản Là cái bài số 2 của chúng ta Khi ấy thầy sẽ hướng dẫn các em giải cụ thể như thế nào còn bây giờ mà hướng dẫn các em thì sẽ có sự trùng lặp cho phần sau cho nên thầy tạm thời để dành cái này. Các em nhớ nhắc thầy nhớ là à, cái phần này thầy bảo để dành cho phần đó xem như thế nào nhé xem cách kết hợp ra làm sao Còn như vậy là đến bài này sau khi mà các em giải được thì chúng ta kết luận là gì? Hàm số, tập xác định của hàm số là x như thế nào đó, x khác hay x bằng gì đó đúng không các em? Là xong. Quan trọng là xử lý cái này. Như vậy hiểu cho thầy cái này nhé Vậy sang một cái ví dụ nữa một cái ví dụ 4 nữa ví dụ hàm số y bằng 1 trên sin x à, sin 2x đi sin vậy cũng giống như hàm trên nhưng bây giờ thầy cho vào căn của như thế này thì chúng ta phải giải quyết bài toán ra làm sao thì cũng tương tự như cái phần trên này thôi không có cái gì mà quá đặc biệt ở đây cả bài toán chúng ta được chia thành hai phần bản thân đây là một cái phân số một chia cho căn đúng không các em cái mẫu này phải khác không thì hàm số mới tồn tại như vậy là chúng ta phải điều, tìm điều kiện cho mẫu khác không nhưng bản thân cái mẫu của chúng ta lại là một căn thức của một cái hàm lượng giác bên trong vậy ngoài việc khác không ra thì điều kiện tồn tại của căn thức chúng ta phải áp dụng đó là biểu thức trong căn lớn hơn hoặc bằng không vậy bài toán này phải giải quyết ra làm sao thì chúng ta xem là hàm số tồn tại hay là hàm số xác định xác định khi khi hai điều nha các em nhá khi hai điều điều thứ nhất là căn của sin 2x chúng ta phải khác không và biểu thức trong căn chúng ta phải lớn hơn hoặc bằng bằng không đây các em này lớn hơn bằng không như vậy ghép hai cái điều kiện này vào thì chúng ta sẽ có tương đương với sin 2x lớn hơn không đúng không các em đây chúng ta ghép vào nhé cái này lớn bằng không cái này khác không thì không được bằng không được nếu mà đây bằng không cái này bằng không đúng không vậy ghép hai điều kiện này thì được cái này vậy là các em chỉ tìm, tìm cách là giải ra cái bất phương trình như thế nào thì việc giải bất phương trình này thì trong cái phần bất phương trình của hàm lượng giác thầy cũng sẽ đề cập với chúng ta cho nên phần này giống như, như ví dụ 3 là chúng ta sẽ để lại cho các phần đó như vậy ý tưởng của việc uh, tìm tập xác định không có gì mới lạ với chúng ta nó hoàn toàn giống như các phần hàm số khác chỉ có điều là áp dụng vào hàm lượng giác thì chúng ta áp dụng như thế nào thông thường căn thức của hàm sin hay hàm cốt liên quan tới hàm tang liên quan tới mẫu số liên quan tới mẫu số liên quan tới hàm sin vậy cách nhận xét thì các em cũng cố gắng phân tích như thầy vậy là phần 1 của chúng ta là tìm tập xác định của hàm số đã xong thì bây giờ thầy và các em sẽ tiến hành sang một cái phần nữa Đó là cái bước số 2 của chúng ta là tìm tập giá trị các Em sang phần 2 1.2 Tập giá trị Như vậy trong cái phần tập giá trị của chúng ta này Thì các em sẽ phải làm như thế nào Thì trước khi vào nội dung chính của nó Thầy muốn nhắc lại một chút cho các em về cái tập giá trị của các hàm lượng giác cơ bản của chúng ta sin cô tang và cô ta thì các em thấy như thế này trong cái chương trình toán của cái lớp 10 thì chúng ta cũng biết đúng không các em à phải các em lại phải nhớ nhá tập xác định khác nhá tập giá trị khác ấy tập giá trị là liên quan tới các hàm số là liên quan tới cái y ấy. còn tập à xin lỗi các em tập xác định là liên quan tới cái x còn giá trị của chúng ta thì mới là liên quan tới cái y bình thường chúng ta sẽ tìm x bây giờ chúng ta phải tìm y xem như thế nào ở hầu hết tất cả các hàm số thông thường trong các chương trình lớp 9, lớp 10 thì gần như chúng ta ít khi đề cập tới cái việc tập giá trị nhưng trong cái hàm lượng giác này thì người ta thường đề cập tới cái phần tập giá trị trong khảo sát hàm số Vậy tập giá trị như thế nào thì chúng ta phải nhớ lại một chút Trong cái chương trình của lớp 10 đã nói với chúng ta dù x có lớn như thế nào thì sin bao giờ cũng phải nằm trong vùng này trong đoạn từ trừ 1 cho tới 1 vậy giá trị của hàm sin bao giờ cũng vậy dù cái này có to như thế nào thì to các em nhé lớn bao nhiêu thì lớn nhưng giá trị của nó cũng vậy thôi tương tự như vậy trừ 1 nhỏ hơn hoặc bằng cos và nhỏ hơn hoặc bằng bằng 1 hàm sin và hàm cốt bị giới hạn như thế này còn hàm tang và cô tang thì không có gì là đặc biệt cả nó xác định trên toàn trục số từ âm vô cùng cho tới dương vô cùng cho nên hàm tang và cô tang chỉ chú ý tập xác định chứ không cần quan uh, chú ý quá nhiều tới tập giá trị hàm sin và hàm cốt thì tập xác định là trên r tức là đơn giản nhưng tập giá trị của nó thì lại phải chú ý cho thầy từ chữ một đến một bao giờ cũng vậy các em nhá bây giờ chúng ta sẽ thông qua các ví dụ cụ thể để xem cách xác định tập giá trị như thế nào của các hàm lượng giác thì về cơ bản cũng không khác gì nhiều so với phần này của chúng ta chúng ta áp dụng những điều này một cách linh hoạt là chúng ta có thể giải được cái phần này rất là dễ thôi nha rất dễ các em chú ý một chút ví dụ 2 chúng ta sẽ tìm tập giá trị tập tìm thấy viết tắt này tập giá trị của cái hàm số ví dụ một xem tập giá trị của chúng ta tìm là gì nào. Ta lấy ví dụ như thế này các em này. Tập giá trị y sẽ bằng hai uh, lần sin x cộng 3 ví dụ đây. Tập giá trị là tập hợp tất cả những giá trị của hàm số khi hàm số xác định nhé. Chú ý này. Tập giá trị là tập hợp tất cả các giá trị của hàm số khi hàm số đã xác định tức là khi x đã tồn tại thì y nằm trong vùng nào đấy chúng ta đang tìm cái này đấy chứ không phải tìm cái này nữa nhá thì với việc à, tập giá trị của hàm số này thì các em phải làm như thế nào với cái ví dụ này thì trước hết chúng ta phải tìm tập xác định trước đúng không các em tập xác định là x thuộc R hàm sin mà cho nên không có gì đặc biệt cả vậy tập giá trị để tìm tập giá trị thì chúng ta phải tìm như thế nào trong bài toán này chúng ta hiểu đơn giản là đang đi tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, tức là miền tồn tại của y. Cụ thể như sau. Ta thấy đây là một hàm sin thì cố gắng vận dụng hai cái điều này của thầy mà chúng ta đã biết thì các em sẽ làm được. Ở đây này, 2 sin x cộng 3 như vậy ta có này. Sin x thì lớn hơn hoặc bằng trừ -1, nhỏ hơn bằng bằng 1 đúng không các em? Vậy các em suy ra 2 lần sin x nhỏ hơn hoặc bằng 2 thì nhân cả hai với 2 đúng không em? Thì lớn hơn hoặc bằng trừ 2. Đúng không? Làm phép toán rất thông thường. Bây giờ à, bài toán của chúng ta y là cái này rồi cộng 3 vậy. Chúng ta sẽ làm nữa, cộng 3 vào đúng không? Vậy là 2 sin x cộng 3. Thế nào đây? 2 sin x cộng 3 này, nhỏ hơn này. 2 sin x nhỏ hơn 2 vậy cộng 2 vế với 3 thì là 2x cộng 3 thì bên này cũng cộng 3 nữa đúng không các em? Cộng 3 vào thì thành 5 này. Và bên này cũng vậy. Trừ 2 cộng 3 thì thành dương à dương 1. Đúng không các em? Dương 1. Như vậy là 2 sin x cộng 3 lớn hơn hoặc bằng 1, nhỏ hơn hoặc bằng 5. Thầy làm thông thường thôi chứ không có gì cả nhé. Vậy đến đây chúng ta có thể viết lại cho nó đẹp là 1 nhỏ hơn hoặc bằng y nhỏ hơn hoặc bằng bằng 5. Đúng không các em? Như vậy chúng ta có thể kết luận là tập giá trị của hàm số là gì? Tập giá trị là y thuộc đoạn nào các em? Thuộc đoạn từ 1 cho tới tới 5. Đây, chúng ta có thể nói hoặc là chúng ta viết nguyên như thế này cũng không sao. Như vậy là ý thứ nhất chúng ta giải quyết đơn giản. Các em chú ý nhé, cách làm của những hàm sin cốt thường sẽ làm như thế này. Ý thứ hai trong cái ví dụ này là các em đi xác định tập uh, giá trị của hàm số y bằng 3 trừ đi 2 cos bình phương hay À thì với cái ví dụ này, cái ý này trong cái ví dụ tìm tập giá trị thì các em phải làm như thế nào? Thì cũng tương tự như cách lập luận của cái trước thôi. Đây nhá, thầy hướng các em đi theo cái hướng của ví dụ trước ấy, tức là cách lập luận để tìm giá trị của nó như thế nào. Bản chất là tìm lớn nhất và nhỏ nhất thôi. Cái này ở lớp 10 thì các em cũng đã được làm một phần rồi. Ở đây chúng ta thấy rằng à, cái ba này là hàng số này, hàng số thì không làm ảnh hưởng tới sự biến thiên nhé không làm ảnh hưởng tới sự biến thiên của giá trị hàm số nó chỉ mang tính chất định lượng hàm số như thế nào thôi à có, 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 cái này thôi này trước khi xác định phải xác định xem là à, cái ông nào là cái ông làm biến đổi thì bài toán này là cốt bình đúng không các em vậy ta có này bản thân cốt 2 x thì luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng một và lớn hơn hoặc bằng bằng trừ một đúng không các em nhưng vì đây là cốt bình thì bao không bao giờ vượt quá cái giá trị này được tức là lúc nào phải lớn hơn hoặc bằng không cốt bình này các em cốt bình và cốt không bao giờ vượt quá một thì cốt bình hay cốt mũ bao nhiêu cũng vậy không bao giờ vượt quá một cho nên cốt bình sẽ nằm trong giới hạn này vậy lập luận tư duy như bài 1 thì là à nhân 2 vào thì sẽ là hai cốt bình phương 2 x đúng không nhỏ hơn hoặc bằng 2 nhân 1 là 2 nhân vào lớn hơn độ bằng 2 nhân 0 là là 0. Đây là cách thầy nghĩ rằng tư duy là dễ nhất rồi đấy. À đây có dấu trừ. Vậy một bạn nào đó lại trừ thêm nhân với trừ 1 vào đúng không? Để cho nó dễ mà. Cốt bình 2x như thế này thì phải làm như thế nào? Thì chúng ta cũng biết một cái nguyên tắc cơ bản đó là khi nhân với dấu âm thì bất đẳng thức phải đổi chiều. Ở đây 2 cốt bình 2x nhỏ bằng 2 thì nhân dấu trừ vào nếu trừ vào đây đúng không thì phải đảo sang bên À bên này đúng không các em? Còn cái này đang lớn không nhân đấu trừ vào thì phải nhỏ hơn không? Không nhân không nhân với số âm vẫn bằng không mà như vậy đảo từ cái này xuống đây đảo ngược lại thôi. Chú ý cho thầy nguyên tắc này đấy. Cái nguyên tắc này thì phải chú ý bởi vì nhiều em đã cứ uh, chúng ta nhân vào đây để nguyên để nguyên thế này thì bài toán trở thành vô lý đúng không các em? Làm gì có hai cốt bình lớn không nhỏ bằng trừ hai? Rất là vô lý và nhân với số âm thì phải đảo chiều. Đến đây nên đơn giản thôi. Chúng ta cộng thêm 3 vào. Đây các em này. Vậy là trừ 2 cốt bình phương của 2x nhỏ nhỏ hơn hoặc bằng này. Thêm 3 vào nhé. Thì thêm 3 vào đúng không các em? Thêm 3 vào đây thì chúng ta thấy rằng là vế này có 3 thì vế lại có 3. Đây là cộng vào mà đúng không? Cộng vào thì 0 cộng 3 là là 3. Trừ 2 cộng 3 thì hiển nhiên nó phải bằng là dương dương 1. Như vậy là ta có này, có điều này. Ta có điều này. Rồi suy ra điều này Suy ra điều này Và suy ra điều này Như vậy cái này của chúng ta chính là y đây lại suy ra là một nhỏ hơn hoặc bằng Y nhỏ hơn hoặc bằng Bằng 3 Vậy có thể kết luận là à, tập giá trị của hàm số là Y thuộc đoạn bao nhiêu 1, 3 Hoặc để nguyên như thế này cũng được Như vậy là xong ví dụ 2 nhé Nhớ cho thầy cách phân tích nha Sang một ý nữa trong phần này cái ba cái phần tìm tập giá trị này có rất nhiều vấn đề cho nên thầy sẽ tăng một chút ví dụ nữa là y sẽ bằng là hai căn của sin x cộng 3 vậy bài toán này thì xử lý ra làm sao này cũng ý tưởng cơ bản thôi ta có điều gì này à ta có này à, sin x của chúng ta thì luôn luôn như thế này đúng không các em luôn 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 lớn hơn bằng bao nhiêu nữa chúng ta cũng biết lớn hơn bằng trừ một đúng không các em lớn hơn trừ một nhưng mà hàm số này người ta đang đã cho chúng ta thì phải hiểu là hàm số đã tồn tại Tức là chúng ta không cần phải tìm lại nhé, tìm lại tập xác định nữa Có nghĩa là hàm số đã tồn tại rồi Thì chúng ta cũng biết rằng sin x lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 1 Đây, vì để cái căn thức tồn tại ra phải có điều này mà em đúng không? Điều này, và cái điều này thì là giá trị của sin không vượt qua cái này được Sin bình, sin ưu bốn, sin mũ bao nhiêu thì bao cũng không vượt qua cái này Vậy là căn của nó thì sao? Thì cũng tương tự như vậy thôi. Đây cũng là đúng không? Căn sin x nhỏ bằng 1 và lớn hơn nó bằng 0. Chúng ta nhân 2 vào. Tư duy thông thường, như vậy là 0 nhỏ hơn nó bằng là 2 căn sin x nhỏ hơn nó bằng 2. À xong cái này rồi, đến cái này là cái số 3, như vậy là 2 căn sin x cộng 3 nhỏ hơn hoặc bằng thì chúng ta cái này có cộng 3 với cộng 3 bên này 3 cộng 2 thì hiển nhiên bằng 5 này 0 cộng uh, 3 thì hiển nhiên bằng bằng 3 À như vậy ta có điều này rồi Vậy từ đây chúng ta có thể viết ngắn gọn là 3 nhỏ hơn hoặc bằng Y nhỏ hơn hoặc bằng Bằng 5 Vậy kết luận là tập giá trị của hàm số Y thuộc đoạn 3 cho thế 5 Rất dễ đúng không các em Như vậy là không có cái gì mà quá khó với chúng ta cả Để ý một chút là chúng ta có thể làm được À, một ví dụ nữa nhá. 4 này, 4 à, này. lấy trị tuyệt đối đi. 3 trừ đi 2 à y. y bằng 3 trừ đi 2 nhân trị tuyệt đối của sin x. Bạn nào mà muốn thử xem mình có làm đúng hay không thì hãy dừng bài giảng lại, tự làm, xem ra kết quả, xem có làm giống như của thầy và đúng kết quả như không. Vậy chúng ta thử nhá. Sau khi chúng ta làm xong thì hãy so sánh cách làm này Cách làm có thể khác nhau nhưng kết quả phải giống nhau Nhưng thầy thiết nghĩ cái bài này cũng không quá nhiều cách làm đâu Vì nó đơn giản mà Hàm xin này à, Không có gì đặc biệt ngoài hai cái cách này Cái cách này là trị đối đúng không các em Vậy chúng ta sẽ làm như sau này à, Ta có này Ta có này Sin x thì hiển nhiên nhỏ hơn nó bằng 1 và lớn hơn bao nhiêu các em Lớn hơn hoặc bằng bằng trừ 1 đúng không? Nhưng chúng ta đã biết trị tuyệt đối, đối thì không bao giờ âm được. Cho nên hiển nhiên như thế này. Có đúng không? Vậy là trị đối của sin thì lớn bằng 0 và nhỏ hơn bằng 1. Vậy phép làm đơn giản là nhân với 2 và à 2 vào đây, thầy Việt tắt luôn nhá. Thì 2 vào đây thì đây cũng sẽ phải là là 2, đúng không các em? Bây giờ có dấu trừ vào à đây không à, dấu trừ thì lại ý tưởng giống như cái bài trước của chúng ta là chúng ta khi nhân vào bất đẳng thức phải đảo chiều à, đúng không các em phải đảo chiều à thì sai nhá thì lỗi các em hai nhân không thì phải bằng không chứ làm sao bằng hai được đúng không vậy nhân vào này thì trừ hai trị tuyệt đối của sin x này nhân dấu trừ này thì nhân trừ trừ một vào đây thì trừ một vào thành trừ hai trừ hai phải đảo sang bên này thì bất đẳng thức phải đảo chiều đúng không các em và bên này nhân dấu trừ vào thì hiển nhiên trừ nhân với không thì vẫn cứ bằng bằng không vậy sau khi nhân với vào ta sẽ có là trừ hai nhỏ hơn cái này và nhỏ hơn cái này còn gì không các em à, số 3 cái này chúng ta phải tư duy là cả cái cụm này nhá cả cái cụm này đem cộng với ba giống như bài trước của chúng ta vậy cộng ba nữa thì thầy viết tắt luôn nhá rồi à, nhỏ hơn hoặc bằng cộng ba trừ hai cộng ba thì bằng bằng một và không cộng với ba thì bằng bằng 3 Như vậy là chúng ta thấy rằng là Tập giá trị của hàm số của chúng ta Y lớn hơn 1 Và nhỏ hơn 3 Vậy là xong Vậy đến đây chúng ta thấy như thế này à? Để tìm tập giá trị của hàm số Thì các em vận dụng tổng thể Rất nhiều kiến thức Trong đó có những cái kiến thức cơ bản Như là hàm sin và hàm cốt Thì không bao giờ được vượt quá Các giá trị cộng trừ 1 Tức là sin lớn hơn trừ 1 nhỏ lớn hơn bằng ấy và nhỏ hơn bằng một hàm cốt cũng tương tự như vậy còn đối với các hàm căn thức thì chú ý là căn thì phải lớn hơn hoặc bằng không hàm trị uh, đối thì trị đối cũng phải lớn hơn hoặc bằng không hàm mang dấu bình phương hoặc các mũ 4, mũ 6 tức là các mũ chẵn thì cũng phải lớn hơn hoặc bằng không chúng ta áp dụng linh hoạt các việc nhân chia cộng trừ đúng theo các quy định của toán học nhé là các em có thể tìm ra được tập giá trị của hàm số như vậy là các em uh, làm rõ như cái này thì nghĩ rằng các em sẽ tìm được tập giá trị của nó các em đã sau khi đã xác định được tập xác định hàm số rồi là bước 1 này, tập giá trị là bước 2 này, bây giờ các em sẽ sang cái bước 3 là tính tuần hoàn cái này rất mới đấy bước 3 là 1.3 là tính tuần hoàn của hàm số tính tuần hoàn. À, các em để ý này, à, thầy viết đề mục nó hơi khác trong sách một chút các em ạ. Đây là vừa thầy viết theo các mục lớn này. Sau này mà các em có à, vào các trường đại học của các em mong muốn, thì các thầy cô cũng sẽ viết theo cái hình thức này, là cái hình thức quy chuẩn mà rất phù hợp và rất rõ ràng trong cái phần bài giảng một các phần nhỏ phần nhỏ. À, tính tuần hoàn của hàm số thì bây giờ điều quan trọng là phải hiểu thế nào là tính tuần hoàn các em. Tính tuần hoàn bản thân cái từ tính tuần hoàn này nó đã nói cho phần nào tức là về ý nghĩa của nó là lập đi lập lại đúng không anh lập đi lập lại giống như là cái con lắc của chúng ta cứ quay thế này mãi đúng không em đây quay nó cứ lập đi lập lại thì người ta gọi là tính tuần hoàn thì trong cái hàm số này thì chúng ta hiểu tính tuần hoàn thì ra làm sao bây giờ các em cùng thầy quay trở lại cái đường tròn lượng giác trước cái đường tròn lượng giác cái đường tròn lượng giác thì ứng ừ, dụng tương đối nhiều các em đây các em mà ứng dụng được cái đường tròn lượng giác như thế này trong và cái phần học hàm học lượng giác thì việc nhớ các công thức lượng giác cũng như nhớ các giá trị lượng giác của chúng ta sẽ rất là thuận lợi cho nên chúng ta cố gắng học nó nhá trong cái đường tròn lượng giác này thì hiển nhiên trục trên là trục trục sin thầy mẹ hơi bé một chút nha trục này là trục trục cốt của chúng ta các giá trị đây là một này các giá trị nằm trên đường tròn biểu thị góc lượng giác còn các giá trị nằm trên các trục của chúng ta thì biểu thị giá trị lượng giác trục cốt là từ cái này đến cái này. Còn trục sin này từ đây, đây là không đúng không? Biểu thị trên đây. Thầy lấy một điểm bất kỳ, giả sử góc 30 độ nhá. À góc 30 độ là góc theo chiều dương. Các em cố gắng nhớ lại cái bài giảng của thầy là cách xác định thế nào là góc lượng giác, đường giá trị lượng giác biểu diễn trên đường tròn như thế nào nhé. 30 độ này, à góc 30 độ góc này của chúng ta này 30 độ này Vậy góc alpha bằng 30 Thì muốn xác định sin của nó thì chúng ta làm thế nào À gióng vào trục sin đúng không các okay. Đây Gióng vào trục sin là điểm này Vậy giá trị này à, chính là 1 phần 2 Vậy chúng ta nói là 1 phần 2 chính là giá trị của góc sin 30 độ của chúng ta đây Đây góc này này à, Thì bây giờ Cái hàm sin 30 độ này giúp chúng ta liên tưởng tới hàm y bằng sin của một góc x nào đó đúng không các em đây với x bằng 30 thì y bằng 1 phần 2 nhưng bây giờ bài toán đặt ra của chúng ta như thế này các em này không phải x bằng 30 độ nữa mà thầy lấy x bằng 30 độ cộng với 360 độ của chúng ta như thế này tức là bằng 390 độ các em có thể dùng máy tính bấm cho thầy sin 390 độ bằng bao nhiêu thì câu trả lời của chúng ta vẫn bằng 1 phần 2 như vậy bằng sin của 90 độ 390 độ đúng không kèm kèm cứ bấm máy cho thầy xem đúng hay sai và kèm bấm máy tiếp cho thầy xem một góc x nào đó nó bằng 30 độ cộng với 2 lần nhân 360 độ bằng này 360 x 2 là 720 720 cộng 30 sẽ là 750 độ vậy thử xem cho thầy sin 750 độ bằng bao nhiêu nếu chúng ta bấm máy thì thấy rằng là trăm à, sin 750 độ cũng chẳng khác gì sin 390 bằng 30 độ Vậy các em thấy này góc to đùng thay đổi rất lớn mà trong khi giá trị lượng giác cũng không hề thay đổi chúng ta nhìn trên đường tròn để thấy rõ điều này điểm ngọn này biểu diễn góc 30 độ vậy góc 30 độ cộng 360 thì biểu diễn như thế nào thì đây này quay lại 30 độ cộng 360 lại là điểm này đúng không các em? Vậy vẫn là điểm này thì hiển chiếu vào thì không có gì thay đổi cả về giá trị sin. Tương tự như vậy, 2 cộng 2 nhân 360 thì quay này. 30 độ này. 1 360 này. À 2 360 này. Vậy vẫn là điểm này thì hiến sin của nó vẫn không có gì là thay đổi cả. Đúng không các em? Vậy đến đây người ta thấy rằng là x cứ hơn kém nhau một góc 360 độ thì gần như giá trị lượng giác cụ thể là sin gần như không thay đổi đúng không nghe Vậy là chúng ta có thể viết một cách ngắn gọn là à sin của x cũng bằng sin của mở ngoặc à? x cộng với 360 độ cộng 360 độ hay trong cái thuật ngữ dùng da đen nhé, là quy từ độ sang da đen một vòng tròn mà thì là 2 pi da đen đây được không ga. Thì thấy rằng là một lần 360 Vậy là 1, hai lần 360 là 2, 3 lần, 4 lần, 5 lần, như vậy chúng thầy dùng thuật ngữ là k 360 độ. Vậy là cứ thay đổi một lượng 2 pi thì giá trị lượng giác của nó lại trở về giá trị ban đầu. Vậy người ta nói rằng 2 pi là chu kỳ tuần hoàn của hàm y sin sin x. Vậy đến đây chúng ta hiểu thế nào là chu kỳ tuần hoàn Nếu chúng ta gọi T là chu kỳ tuần hoàn Của một hàm số nào đó Định nghĩa đấy Cái này chúng ta cố gắng Gọi T là chu kỳ tuần hoàn của một hàm số nào đó Thì nó chu kỳ tuần hoàn đấy nhá Không nói cụ thể là sin đấy Mà Có các tính chất là gì Thầy dùng từ hơi ngược rồi hay là t là một khoảng nào đó nhé mà có tính chất giá trị f(x) bằng giá trị của f(x) cộng t thì người ta nói t là chu kỳ tuần hoàn của hàm số y bằng f(x). Nhớ rõ thầy này, có một cái giá trị t nào đó mà thỏa mãn điều kiện f(x) bằng f của x cộng t thì t này người ta gọi là giá trị tuần hoàn của hàm số y bằng f(x) nhé. Vậy chúng ta thử liên tưởng này, hàm sin này, à sin của x thì bằng sin của x cộng với 2 2 pi đúng không các em? Này, cứ lấy cái này hay là tổng quát này, tổng quát là kt này, kt. Đúng không? Tổng quát mà. Thì hoặc là bằng sin của x cộng với k2 pi. Vậy đến đây chúng ta có thể kết luận hay là rút ra ngay một điều là chu kỳ tuần hoàn của hàm sin chính là 2 t có nghĩa là cứ các góc lượng giác góc lượng giác là x kia nhá mà hơn kém nhau một hay nhiều lần chu kỳ t hay là chu kỳ 2 pi thì giá trị lượng giác của nó là không đổi vậy chúng ta có thể kết luận hay là có một số kết luận thầy nghĩ rằng các em nên nhớ nhá nên nhớ đầu tiên là hiểu thế là chu kỳ tuần hoàn tức là cứ sau mỗi một cái thay đổi này thì giá trị của hàm số lượng giác đó không đổi thì chúng ta có thể tẩm quát ra ngay chu kỳ tuần hoàn của bốn hàm lượng giác cơ bản đối với hàm sin y bằng sin x thì chu kỳ tuần hoàn t là hai hai pi đối với hàm lượng giác y bằng cos thì chu kỳ tuần hoàn t cũng là hai hai pi tức là cốt của x bằng cốt của x cộng k 2 pi hàm tang x thì chu kỳ tuần hoàn của nó là pi chú ý một nửa cái trên nhá hàm tiếp theo là cô tang của x thì chu kỳ tuần hoàn của nó cũng là giống như hàm tang vậy sin cốt là 2 pi tang và cô tang thì là pi bây giờ có một vấn đề này thì thầy thấy rằng là nhiều em sẽ thắc mắc này à, trong cái định nghĩa này có nói rằng là à, cứ sau một chu kỳ một tuần hoàn nào đó tức là khoảng thời gian này đó ở à, khoảng cái khoảng này này thì giá trị của hàm lượng xác là không đổi theo đúng công thức này nhưng chúng ta thử nhìn trên hình vẽ này cái đường tròn này của chúng ta thấy nhá cái góc này là góc 30 độ đây phải lấy ví dụ 30 độ mà Ừ, trên một đường tròn này có một cái góc nữa là góc chỗ này này các em này, đây góc này cụ thể là 150 độ, 30 độ và bao nhiêu? Và 150 độ này. Thì sin của 30 độ và sin của 150 độ kết quả là như nhau. Mà 150 độ của chúng ta thì bằng bao nhiêu? Bằng 30 độ cộng với 120 độ. Vậy là sin 30 bằng sin của 150 độ. Thì câu trả lời hay là câu hỏi là liệu có phải 120 độ là chu kỳ tuần hoàn của hàm xin hay không? Thì câu trả lời là không phải em nhé. Ở đây nó chỉ đúng trong trường hợp riêng này thôi, còn em lấy sang một trường hợp khác kết quả là không đúng nữa. Thầy lấy ví dụ ngay, nếu như 120 độ là chu kỳ tuần hoàn của hàm xin, của hàm xin nhé, thì nó hàm xin, hàm tổng quát thì chúng ta hiểu là sin x bằng sin của x cộng với k nhân 120 độ đúng không các em? Cái này sai ngay lập tức. Nếu chúng ta lấy x bằng 10 độ, 0 độ bằng 60 độ, 90 độ, kết quả sẽ sai ngay. Như vậy phải áp dụng tính chất như thế này, tức là sự lặp đi lặp lại đúng trong hầu hết hay là toàn bộ các trường hợp thì mới kết luận đó là chu kỳ tuần hoàn. Thì với cái giá trị t bằng 2 pi này thì luôn đúng trong mọi trường hợp. Cho nên góc nó có đao to búa lớn hay là to rất to, rất to gì nữa đây là cơ sở để rút về các góc nhỏ hơn rất nhiều ví dụ như bài toán bắt tính sin của bao nhiêu các em sin của 390 độ nhá thôi okay, thầy lấy một giá trị tính khác đi sin của 360 độ đây 360 độ chẳng hạn à, 370 độ chẳng hạn đây cái sin này tưởng chừng là to dùng một số này nhiều bạn nghe đã khiếp sợ rồi nhưng cũng chẳng có gì cả đâu các em ạ chúng ta phân tích vàng sin của bao nhiêu sin của 10 độ cộng 360 độ thì cái số 360 độ này nó chỉ có ý nghĩa về góc lượng giác thôi còn giá trị lượng giác thì gần như không có nhiều ý nghĩa vậy là bảng sin của 10 tính sin 10 độ ra là xong đúng không các em vậy đơn giản hơn rất nhiều đây là cơ sở để các em làm các bài toán rút gọn này làm các bài toán chứng minh một biểu thức hay là các bài toán liên quan tới tính giá trị lượng giác rất là nhiều như vậy là chú ý cho thầy cái phần cái chu kỳ tuần hoàn này nhé thầy sẽ không để tức là không đề cập quá sâu về phần này bởi vì hiển nhiên cái phần chu kỳ tuần hoàn này thông thường trong cái chương trình toán uh, lớp 11 của các em nó chỉ một phục vụ thầy có thể nói là phục vụ cho phần vẽ đồ thị hàm số thôi còn trong phần tính toán của nó nhé tính toán của nó hay là tìm chu kỳ tuần hoàn của các hàm nâng cao thì gần như chúng ta cũng ít khi đề cập tới các dạng nâng cao của nó cho nên, uh, cho nên uh, nếu như gặp các bài toán mà không phải là những hàm này thì chúng ta chú ý cho thầy là tìm cách biến đổi nhé tìm cách biến đổi hoặc là các em có thể liên lạc với các thầy cô tư vấn của học mãi để giải thích rõ hơn cho các em phần này còn phần này chúng ta chỉ nhớ rõ cho thầy thôi thầy lại chú ý một chút nữa thôi là xong này x x x chứ không thầy không hề nói 2x 3x 4x hay bao nhiêu mà chỉ áp dụng cho hàm x thôi thì có một cái chúng ta cũng nhớ rõ cho thầy một chút nữa thôi đó là trong các bài toán tổng quát thì chu kỳ hàm tuần hoàn của các hàm tổng quát thì chúng ta phải tìm thế nào? Không phải là 2x mà là 2x, 3x, 4x, 5x thì sao? Thì tổng quát như sau các em nhé. Đối với các hàm số sin này, sin của a nhân x, này các em này chú ý này, cốt của ai cũng tương tự nhá. Thì chu kỳ tuần hoàn của nó sẽ là t sẽ bằng là chu kỳ tuần hoàn của hàm cơ bản chia cho cái này chứ không phải là nhân chú ý nhá chia ví dụ hàm sin bằng 2x thì chu kỳ tuần hoàn là 2pi chia 2 3 x 3pi chia 3 hàm tang và cô tang này ax thì suy ra chu kỳ tuần hoàn của hàm của nó sẽ bằng là pi chia cho à cho a chú ý rõ cho thầy những cái này nhé những cái này là những cái mà ừ, thầy thấy rằng hay gặp còn những cái bài phức tạp hơn thì ít hơn nhưng trong phần này thầy không yêu cầu các em phải học quá kỹ về nó mà chỉ hiểu rõ cho thầy thế nào là chu kỳ tuần hoàn là chu kỳ tuần hoàn tiếp theo là chu kỳ tuần hoàn này chỉ áp dụng cho các hàm đúng là sin đúng là cos tăng và cô tăng ngoài ra không áp dụng cho hàm khác ví dụ sin bình không phải cốt bình không phải tăng bình hay cô tăng bình không phải mà chỉ phải là chỉ các hàm này thôi còn đối với hàm tổng quát hàm này tổng quát thì chúng ta cứ lấy chu kỳ tuần hoàn của hàm cơ bản chia cho các giá trị của nó là xong Ở phần này thì thầy cũng sẽ không đề cập ví dụ nữa bởi vì nó phục vụ chính cho việc khảo sát hàm số của chúng ta như vậy là trong tiết học này của chúng ta thầy đề cập với chúng ta 3 phần lớn một là tập xác định hai tập giá trị ba tính tuần hoàn hai phần này thầy đề cập rất nhiều nên các em phải chú ý cái này thì hiểu rồi đồng thời các em cũng phải mường tượng trong đầu các bước khảo sát hàm số như thế nào nhé các em cố gắng về học làm lại những bài tập hay là ví dụ những cái bài tập của thầy đây làm lại đồng thời làm thêm các bài tập ôn luyện cũng như tìm các nguồn bài tập khác nhau để có thể hiểu rõ hơn phần này phục vụ cho các tiết học sau của chúng ta và hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc